Cái ta pha hai ba màu lên đi. Cái màu hồng với màu pha cà gồng cái đó ra cái gì? Màu cúc châu hả? À, rồi. Hello mấy chị. Áp lực quá. Quá áp lực. Bật kim à. Nó nghe này cái mặt cái tướng đẹp quá, đeo cái này cũng được. Sen à. Ai bưng cho con đi cục vậy? Ê, nó bò tao không mấy bay, nó nghe là quan tâm tao chút xíu được không? Bưng cho chị yêu lửa mấy câu trả giá bộ quan tâm bà chủ chút xíu coi nhân viên gì kỳ cục đó mẹ. Rồi, em ơi tình yêu nha, em chào 482 chị nè. Vô em chào cái lứa hôm với chị nha, chị nào được em đọc tên là Thiên Thu Vĩnh Cũ vào vào nó nghe. Mang tóc gội đầu làm gì bình thường, cái đầu nó dơ, nó không bị thâm trơm. Bữa nay nó châm trơm. Thôi gì nữa trời ơi, tao không biết vụ gì nên mày làm gì làm đi. Đừng kêu tao. Trời ơi, tao lên tem tao đó quá trời, tao mệt kêu tao kiểm hả? Vô chưa? Dạ. À, em hello mấy tình yêu nghe, áp lực quá mấy chị ơi, áp lực thiệt sự. Vô đi, em kể áp lực này cho mấy chị nghe. À, đẹp chưa mấy chị? Dây chuyền, đó. Dây chuyền Lê Vi. À, dây chuyền của thương hiệu Lê Vi dùm em. Còn mấy món sòn xe này lẹ lên con, nó bán sòn xe xe sọc dùm em nha. À, mấy chị có nghĩa là em tặng được nhưng mà em cố tình lấy dí 299k, thứ nhất là cho mấy chị không mất nợ em, thứ hai là em lấy tiền của mấy chị em đi làm từ thiện là nghe mấy chị xinh đẹp. Rồi chốt giùm em lắc tay vàng hồng đầu lai ha. À, trời, tôi định làm giống như kia chị kia nè, xin gửi một lời chào thân thương quý mến đó. Nhưng mà tôi giả bây giờ mấy chị đó cũng dễ thương, tự nhiên nó hỗ trợ bà ba quýt cái chết luôn nha. Rồi nhanh giùm em nè, đi tay 48 50 52 54 đeo được. Vàng hồng 1.380.000 mấy chị ơi. Rồi chốt vía từ thiện 299k, lấy tiền từ thiện này nha, nào nói có làm à. Rồi nè bán nè, đó. Rồi ok là dễ thương cực kỳ. Rồi 10g 50 giùm em bà con ơi, đồng đạo ơi. Rồi giùm em nha, cái này là best seller của nhà em, đụng hàng một đền cho 1.000 chiếc. Bây giờ nó là 14.500. Mấy chị lấy 14.500 nhân lên 1.000 quý tiền, nói với Vinh ơi, đền đi, em sẽ đền nghe mấy chị. Rồi đi tay đeo vừa liền, đi tay 50, 51, 52 nha. Còn ai dài hơn thì báo em sẽ nói được luôn với mấy chị luôn. Thấy tài ba lỗi lạc chưa? Sống ở đường hai bà chân là cháu của bà hai bà chân luôn. Áp lực lắm mấy chị, thiệt sự em like. Trưa ngày hôm nay là em áp lực hơn mọi ngày. Mấy chị ơi vô đông đông đi rồi nói với chị này áp lực cho mà nghe. Trời ơi, đó, qua hậu mà like có 1.200 người coi, ta nói áp lực dễ sợ chưa? Ta cười chết luôn nè. À, rồi vô em là 14.500 nha. 14.299k hết rồi. À, rồi em chốt tình yêu nào đây, bông tai á chị, bông tai sòn. Cái đôi này mà em bán có 39 triệu, mấy chị thấy em khùng ghê chưa? Dạ, chỗ khác 54, 58 triệu đôi này nha, em bán với chị là em lời 700-800 ngàn thôi. Rồi em chốt chiều dương lon 14.500. Cười hoài nếu mà giờ này em vào nhiều chuyện nè. Rồi tập trung chốt đơn thôi, nó chốt đơn mà nó còn đang lên đơn mới có ngày một ngày hôm kia đó mấy chị, là còn nợ 2 ngày đó. Cái nhà em bill nó nhiều quá. Nó nghe là nguyên cái gỗ tính tiền mấy trăm đơn đó, rồi tập trung cho tính tiền không? Chết bà, rồi có lực lượng được tính không? Trời ơi, lực lượng phản ứng mày làm sao được không? Rồi, à, rồi em chốt giùm em lấy chiếc vòng. À, dạ cái này ơi chị, dạ ghép của nó là ghép 2 ly 2 ly 2 giùm em bao đẹp. 14 năm em chốt với chị yêu dương lên. À, đâu là cái kiếp của nó ngồi thế? Kiếp của nó? Kiếp của tao không? Ồ, đó, nó nhũng nẻo. Dạ, đây là chị xinh đẹp. Ba bông này em chốt đầu like cho mấy chị nha. 58 em sale với chị là 39, bao đẹp luôn giùm em nha. 39 sòn. Đẹp gái mấy chị. Rồi vòng tay lên luôn giùm em 1280. 19g 14. 1280 vòng. À, vòng này thị trường hôm nay là 1.600.000 một gam nha. Đây cho coi đem đeo nè. Bông tay em chốt cho An Khoa 39 triệu. Em bán cho đó, nói chung là mấy chị hiểu vấn đề nè, em bán á em là nhờ số lượng nhiều nha, chứ em không có lời nhiều, cho nên mình tranh thủ giùm em. Chị nào được em đọc tên là học sinh giỏi toàn trường toàn khối xuất sắc từ tỉnh này qua tỉnh kia ha. À, giỏi gọi là giỏi hết cái đất nước Việt Nam luôn đó. Rồi cái này giùm em là 24.500, 24.500.000 cái dòng này giùm em, chỗ khác 38 triệu dòng này giùm em nha mấy chị. Rồi cái nhẫn sào này to đùng đầu lai luôn giùm em bán với mấy chị là 36.800.000. À, và ở trong đó là 2 tầng, tất cả là tấm to, bên hông có hộp. À, toilet không cục cưng ở trong đây. À, chị vô mà muội muội ơi, 24 năm là em chốt chai đây, Quách Ngọc Bỏ nè.
rồi bé hết nha, em lên toàn là kẹo thơm, mấy chị là mua đồ mấy chị biết rồi đó, trên 1,5 triệu mới mua được. Rồi đó, vô 2.000 ngồi đi, rồi em kể áp lực này cho nghe. 2.000 đi, bây giờ phải dụ nó, bây giờ vô cô like phải dụ vô rồi mới nói chuyện cho nghe nó mấy chị đấy chứ. 36.800 em chốt tình yêu Nguyễn Hường, nhẫn này 54 triệu giá chợ đen nha mấy chị, là giá chỗ khác người ta bán nha. 368 em chốt đơn, rồi lên luôn giùm em này. Bông tai 39 em chốt Trang Khoa đúng không, 245 em chốt cái tình yêu Bách Ngọc Bói nè, coi chừng mắt đít. Ê chuyên gia mắt đít không nha, đây mắt đít đời mình 50.000 đó, bỏ vô mà tôi. Rồi dây chuyền mấy chị ơi, ngày nào cũng vụ, mấy chị làm em quê lắm mấy chị, thật sự luôn á. Trong khi là em ngồi em like trên đây là 4-5 năm nay rồi, mà trai đẹp vô thì mấy chị vô 4-5 ngàn người, em like cái có 1,600 rồi. Ủa em cũng đẹp mà mấy chị, em chỉ hơi mập thôi nhưng mà em đẹp nha. Tự nhiên cái con em vô nó like cái mấy chị quá trời luôn, tới lúc em đi có 1,700, vô thử 1,800 cho em coi, vòng nha Vinh hả. Rồi dây chuyền mấy chị, dây này thị trường là 1,520,000 một gram, con bé Cà Vinh lên cho mấy chị nó là sẽ có là từ 6 tấc tới 7 tấc nha, tại vì cái dây tăng đưa ở đây nó hết luôn, 7-8 phân là mấy chị xinh đẹp đeo dài dây Vinh nè, 1,370,000. Em có tổng cộng là 3 dây, em lời mấy chị một gram có 45,000 thôi, cho nên tranh thủ giùm em nha. Dạ hello chị. Dạ bữa nay mới thấy cặn mặt dễ thương hả chị hả, ngoài dễ thương quá vậy, nhiều lúc mấy chị uống mày đây cho đường mấy chị. Dạ 19g 35, mấy chị nhớ em nè, số tài khoản sau lưng trên đầu em, anh em không có chút hàng Zalo, chỉ chút duy nhất cái trang bay em đang like, cái dấu tích xanh nó nằm ở phía sau nằm ở sau chữ tiệm vàng Kim Hương Ninh giùm em nha. Địa chỉ là ở 39 Nguyễn Huệ B, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang giùm em, không phải Nguyễn Huệ quận nhất nha, có chừng lộn nha, có nhiều chị từ Cà Mau đi lên tới quận nhất kiếm em chả nó không có, em ở Long Xuyên nha mấy chị. 1,935 giùm em nè. Và dây chuyền là 26.200.000, dây chuyền là 26.200.000, và dây này thị trường là 33.800.000 nha mấy chị. Dây này rất là xinh, rất là sang, mấy chị mặc áo sơ mi được, áo thun được, áo có cổ được giùm em, để ngoài phụ kiện được cổ lọ luôn nha, cho nên cái này bao nhất cái nách, chị nào sang là cứ múc cái này cho em là bao đẹp nha mấy chị. Rồi lên lên nào cô bé, rồi vòng tay này em có một chiếc duy nhất nha, 1,280,000 một gram, 48-54 đeo được luôn giùm em. Rồi 2.000 người kìa. Dạ cái áp lực của em là hôm nay đồ đẹp rất là nhiều nha mấy chị, em xem sau nha, có áp lực em vậy thôi, chứ thêm một cái áp lực nữa là cho em đỡ bị quê. Tối nay con em nó like mà cái kiểu này mà con em nó like nhiều người con em bị quê chứ mấy chị, nó quê chứ, tao nói gừng càng già càng cay chứ đâu phải là che tàn măng mọc đâu, tao em còn trẻ măng nè. Con em nó tối nay con like lên tới 5.000 người, mẹ đừng có mắc cười nha. Em chúc cho chị Lê Hạnh nè, em chúc cho chị Mai Thảo nè, 469 em lại mua em chị nha, bên chị có bán hết á. Đó rồi, hai tấm này. Áo ly nha chị, áo này em đưa cho chị nào rồi ta, chút xíu em một ngày em chọn diễn viên ca sĩ đồ đẹp lắm, từ từ em lên. Dạ kệ đó, cẩm tiên nó chơi gì, nó thương bà chị của Vinh, nó thương Vinh lắm mà nó không coi Vinh, bây giờ nó ngủ tối nó lên coi trai bị đòn bây giờ nè. Rồi vòng tay giùm em là 19.800.000, 19.800.000 bao đẹp nha. Dòng này là bao đẹp, em nói thật sự luôn, đeo 3.000 năm hôm cũ, 4.000 năm hôm xưa, 8.000 năm trắng sáng lung linh ha, 9.000 năm nữa là đeo hoài được hoài luôn cho em nè, nó không bao giờ lỗi thời. Ôi trời ơi, đây nè mấy chị nhìn xem, đeo dòng mà tới 10.000 năm nó ra nó mấy chị, 19.800.000. Ta nói chu cha mà ơi. Rồi em chốt tình yêu Trần Phương. Rồi cái dòng Cathy này giùm em ha, khách mới đổi đồ. Cho mấy chị xeo thơm, không cần phải bỏ ra 300 triệu, 210 triệu để mua làm gì, hộp này nó cũng hỏng thôi, dòng sòn nha mấy chị. Rồi chốt đơn dòng này luôn nha, em có khóa áo đây nè cả nhà, 50 tới 54 đều được luôn nha em, dòng này 50 tới 54 đều được, em xeo dòng này cho mấy chị 1,2 triệu nha, 1,2 triệu 1 gram. Dòng này rất rất là sang, 1,2 triệu 32 gram, 38.500.000. Lắc bi hả, 19.800.000 hồi nãy chốt cho ai rồi, chốt chắc bill giùm em nha mấy chị. Chắc bill là nhìn giá thì khỏi mất công phải coi, em bán giá sỉ, chẳng những giá sỉ mà mấy chị còn rẻ được hơn giá sỉ, cho nên mình gọi là giá buôn ha, giá con buôn đó, con buôn đó mấy chị, cho nên mình lưu ý giùm em ha, cái nào mình thích mình hái chứ mình đừng có chốt xong mình chốt đã rồi mấy chị rất là có nhiều rất lý do, nhưng mà lý do chị nào cũng đúng á thì em cũng không thấy được, nhưng mà cũng phải hiểu cho em á chứ, tụi nhiên chút một bịch ngồi rồi cái mọi em like hoài như một con điên tôi nghiệp em nghe mấy chị. Rồi em chốt nè, đa cho tình yêu Nguyễn Thị Hiền 38.500.000, chốt đơn 38.500.000 ha, 50 tới 48 tới 54 đều được luôn nghe em. Rồi hết nè, 19.800.000 hết rồi.
chị quảng cáo vậy sao bán được? Ủa là sao thôi? Được mà, em quảng cáo gì người nào cũng được chứ. Dạ, thường thường là vậy đó, nó sẽ đi ngược lại. Nhận bướm bao đẹp giùm em, 1.250.000. Ủa em ơi, coi mấy cái đơn của chị Bánh Tí như sao? Chị Bánh Tí là gì em? Dạ, dây đăng đen 26.200.000, em còn cộng cục viên. À, dây này chỗ khác người ta bán 33.8, em bán 22.600.000. Nói chung lời ít nhờ số lượng nhiều. Với lại được nhiều nhất là được cái tình thương của mấy chị. Quảng cáo cho em ha, 7.350.000. 7.350.000 bao đẹp giùm em, lên đơn 7.350.000. Rồi xong em xả nha. Bông Amaro này 38.000.000, em xả 25.500.000. Nghe em nói xung quanh của nó là Amaro chữ nhật 2.7 ly, không có trường hợp chữ nhật nhỏ, cho nên cái này là cực mắc, kiểu cực lạ luôn. Đụng hàng một em đền cho 100 đôi. Cứ nói Vinh ơi nó đã không đẹp, em đền. Đụng hàng để Vinh đền luôn, đụng giá với Vinh đền luôn nha. 7.350.000 là em chốt chai đây. Em chốt tình yêu Nguyễn Phương nhà em 7.350.000. Dây đang đeo là 26.200.000. Cho tao để sau người được không Vinh? Thí dụ như rồi em để sau một người cho Đàm Phượng nha. Chị đầu tiên sau 15 phút 20 phút không mấy thì em chốt cho chị sau luôn nha. Rồi lên giùm em nè. Dạ ngưỡng mộ ơi chị. 25.500.000 giùm em, bao đẹp 38.500.000 ha. Rồi nhìn lên cái bảng trái tay của em nè. Đâu rồi, đâu rớt chiếc, đâu rồi con. Rồi tao lỡ làm rớt chiếc lại ngoài tay mày nghe con. 25.000.000 giùm em. Dạ em chào chị Tường Vân nha. 25.000.000 em đang order cái dây 2 ly chị rồi. Cái này chị giá like đi em, 1.300.000 đi con. Nhìn gì. Dạ không. Dạ đúng rồi. Thì mình sống một cái level nào mà chị cứ giữ được cái bình dân và dễ ăn dễ chịu dễ mến giùm em. Đừng có nghĩ mình già quá rồi cái người ở dưới mình đó người ta là lóc chân cho mình. Không, 30 cho chắc là chắc không ai giàu bao họ, 70 cho chắc là dững đó chị. Cho nên nhưng mà bây giờ mấy chị có giàu quá thì mấy chị cũng ăn tiền của mấy chị thôi, chứ mấy chị có cho ai đâu, đúng chưa? Nếu chị có làm ăn có tiền, ví dụ như trời Phật là mình có tiền có lộc thì mình từ thiện lại mình chia sẻ người nghèo thôi. Còn ví dụ như mấy chị có giàu quá mấy chị cũng không cho tiền ai được, mấy chị cũng thành ra cứ như vậy mà sống thôi chứ đâu phải là mình giàu rồi chắc người ta cho tiền mình hay gì mình phải nịnh nọt miễn đâu có chuyện đó. 25 em chốt cái tình yêu Phúc Ân giùm em là 25 nè. Rồi em chốt cái bông tai cho Phúc Ân 25.500.000 cục vàng ơi, bây giờ là có 500. Rồi dây 26 nè. Đúng rồi chị. 7.350 em hết số tài khoản này giùm em nha. Con uống ly nhỏ thôi chú Vê, cho kia nửa ly đi để ổn. Rồi em có một cái giọng hoa mai. Đai của nó là đai hộp Amaro, kiểu của nó là y như hộp sờn, y như kim cương nha. Nó rất là đẳng cấp luôn giùm em ha. Chốt đơn giùm em chỉnh sửa niêu tay được, em xem 1.100.000 bao đẹp luôn giùm em ha. 7.350 hồi nãy em chốt chai rồi. Vinh thấy mận mận nghi nha cưng, để Vinh thấy băng mận nghi nè. Gì cưng? Đây em coi coi cục gì. Lộ cục gì, lộ gì ạ? Thôi mày đi kiếm tao không biết rồi. Bước mà. Kiếm chị đi. Dạ. 24.80.000. Chốt đơn 1.100.000. 27.300.000 mấy chị. Có đó em nói thật sự mà mấy chị, ví dụ như mấy chị có già con người khác. Rồi ví dụ như người ta mua đồ mình thì ta cũng trả tiền. Nghèo người ta cũng trả tiền, giàu người ta cũng trả tiền. Ví dụ như vậy thôi chứ đâu. Bình thường. 27.300.000 giùm em ha. Dạ mùng 1 ăn nghe thôi. Bữa nay 30, chưa tới mùng 1. Bữa nay mua ăn tương nó kìa, sáng ăn cũng cơm. Ăn xong mới nhớ chật là bữa nay ăn tương. Cái bà nào mà không ai nó nghe là ai nhắc con tương của tôi bao nha. Tôi bao mẹ ăn tương. 27.3 chút tình yêu Chí Phương. 27.300.000. Rồi chốt đơn 1.100.000. Dạ dây đang đeo 26.200.000. Lên luôn em nhận nha. Đồng hồ này mấy chị 7 đi. Mặt đó em tặng nha, em không có tính tiền mặt. Rồi em chốt giá cho mấy chị đồng hồ này là 1.250.000 một gam. Cái này tầm 38.000.000. Ủa bữa nay mùng 1 à hả? Trời ơi, mùng 1 tháng 3 hả? Tháng 3 hả ơi? Ngồi sợ tháng 3 quá. Này mấy chị yêu xinh đẹp, 37.500.000 giùm em nha mấy chị. 37 năm mặt em tặng luôn giùm em, bữa nay mùng 1 à. Nhưng mà con Duyên Cục nó như bữa nay 30. Trời ơi, Duyên Cục nó 30 mấy chị ơi. Ok tình em. 37.500.000 mặt đồng hồ em tặng. Đây em bán 1.250.000. Đây là đai bản lớn nhất, đây một phần 1, phần 2, phần 3 luôn giùm em nha. Cái đó là kèo thôi của khách đổi đồ em, cái nào em báo luôn cho mấy chị nha. Cái đó là like new tầm 99% giùm em, nhưng tình trạng cũng đẹp gái như em nha mấy chị. Rồi đã bông này đẹp luôn nè. Đây nhìn nhầm em, ở trong của nó Amaro nguyên một hàng siêu to khổng lồ luôn, chuẩn bị lên giá nha. Nghe cái giật mình bé ngửa phía sau. 24.300.000 nhầm em ha. 24.300.000 nhầm em đem đeo cho mấy chị. Tháng có yếu ha? Dạ em làm cái em cũng biết ngày giờ tháng hết trơn, cứ 10 giờ sáng cái em làm tới 2-3 giờ đêm. Nó ngày tối sáng em thích trễ, 9 giờ em thích nổi.
Rồi chốt giùm em đôi bông này em. 38.500.000 em sale 24 ba. Mai mốt với chị đội lô 10 bán lỗ 20 bao đẹp cho em à. Khi nào về quê với em với tình yêu Quỳnh Như Hồ nha. Thank you thằng em. Mấy con lính nhà em nó cũng đợi tối nay nó coi con em like ở đâu coi em. Giờ em like làm gì vô comment nha, có vô comment rồi ha. 24 ba em chốt tình yêu Bùi Ngọc. Giọng cái gì nuôi cho nó ăn mập lên là nó phản em thêm chứ không làm gì nữa chị ơi. À, 24.300 với bộ vô comment út đẹp quá mãi. Hộ lý. À, vô đi rồi tao với bộ tao ve lên liền. 24.300. Rồi nhẫn này lên luôn giùm em nhẫn này. Theo nhẫn này 1.000.000 ngang nè cả nhà. Đi tam chỉnh sửa đi được. Dạ mùng 1 hả chị. Tại vì bà có mua bông cúng bằng Phật chị kêu bà gì. Vậy là nó nghe nè bà cho cúng gạo. Gạo đi. Dạ. Chùa lá đi. Chùa kiếm chùa nghèo nghèo cho. Chùa giàu nhiều người cúng ơi. Kiếm mấy chùa nghèo nghèo ý kia người ta cho. Dạ. Vậy đi bà lo cho con đi bà. 6.030.000 nha em. Bông 243 là em chốt sao tình yêu Quỳnh Hương nha. À bây giờ chốt sao cho Quỳnh Hương 243. Nhẫn giùm em là sao nhiêu con? 6.100.000. Nhẫn sao 1.000.000 bán tặng nha, nhanh giùm em nè, lại la mấy chị ơi. 1.000.000 giùm em. Ê tôi dẫn mấy bà nha, mấy bà chốt xong mấy bà xả tôi nha, đồng hồ tôi không có bán nha. Cái bà Ngọc bà lý do bà đưa 40.000 đây. Bà Ngọc ơi. Bà đền tôi 40.000 đi, công sức tôi livestream rồi bà xả tôi hoài, tôi buồn mà quá. Rồi lắc tay giùm em 24.500.000. Rồi em chốt 6.1 cho tình yêu Phoenix Marco. Chị ơi, chị Vạn Sự Tì Duyên ơi, chị khỏe không? Hôm ngày nha. Hôm ngày em cũng nhớ chuyện có nhắc chị với chị Vũ à luôn á. Mấy chị ơi nhớ em nha, gán giữ gìn sức khỏe trong mùa này giùm em. Còn ví dụ như lỡ bệnh thì bệnh trong người nhưng mà tâm trí đừng bệnh ha. Cứ thoải mái vô tư giùm em. Rảnh rảnh thì cứ niệm Phật đi cho nó bớt ha. Đào quá niệm Phật cũng bớt ha mấy chị ha. 23.500.000 giùm em. Cái này là đai mũi tên. Mặt em tính 2.000.000 giùm em nha mấy chị. Đây là đai nhỏ bao đẹp luôn giùm em. Em còn một cái duy nhất ha. À, còn Ngọc nó apple em này mới có nè mấy chị. 23.500.000 triệu 2 nha. 23.500.000 mấy chị. 61 em chốt cho Phoenix Marco rồi. Đi tay em nói được và cắt được luôn giùm em. Mặt của nó là bao đẹp. Cái mặt con rắn á chị loại 60.000.000 hay loại 10.000.000 cục cưng. Cục cưng ơi, bà loại 60.000.000 hay loại 10.000.000. 23.500.000 cái gì ạ? Cái gì? Tao bị lỗ hẹn cái gì? Trời ơi, em chú với chị qua hoài tâm giùm em 23.500.000. Đồ mà nó không có bán, nó bơm em hoài. Rồi chốt luôn nhẫn này giùm em nè. Nhẫn này em bán siêu cấp vô địch thủ nghe mấy chị. Trời ơi, chiếc nhẫn to đùng này bé Vinh bán 48.000.000. Chiếc nhẫn to đùng này bé Vinh bán 48.000.000. Ông chủ mấy chị nhận được hộp từ 4.5 tới 6.8 được luôn. 10.000.000 là gì? 10.000.000 khoảng tuần sau có đó cục gì. Tuần sau Vinh về nha. Mùi ơi, 48.000.000 giùm em. Chiếc nhẫn bao siêu to cổng lò 72 em sale 48. 72 em sale 48. Rồi, đồng hồ 2-3 em để sao tình yêu Đăng Quang nha. Đồng hồ bé Vinh để sao cho tình yêu Đăng Quang. Đồng hồ là 23 năm. Em để sao cho Đăng Quang. Rồi chiếc nhẫn là 48.000.000 giùm em. Nhẫn là 48 à, 23 năm. Rồi Xuân Thấm giùm em là 48. Rồi Hà Nội Quán là 48 đó hả. Trời ơi bây giờ Hà Nội Quán rồi bây giờ để sao 48 với Hà Nội Quán. Xuân Thấm không chuyển nên bán người sao. Rồi bông Amaro này giùm em 36. 36 em chốt đơn luôn 27.500.000. Chị nào bỏ lỡ túi thâm xuân. Ở chủ nhân được từ 3.6 cho đến 4.5, 5.4 được luôn giùm em bao đẹp. Cái ngôi sao của nó xung quanh Amaro có luôn hộp tròn. Hộp tròn của nó là hộp tròn 2 ly. Amaro là 2.5 ly cho em, không sử dụng Amaro nhỏ, không sử dụng hộp nhỏ nha. 27.500.000 bao giùm em nha. Rồi đồng hồ lên luôn giùm em. Con Ngọc mà tao dạ tấn lưng nó trời. Tao lỡ tao buông khó còn giờ cái bắt đầu nó đưa tôi gì nè trời. Mày đưa cái lưng mày con Ngọc. Tao dớt ốc mày con Ngọc. Gành gành với chị chơi. Tỏ giấc điền bò. Tỏ giấc điền bò. Rồi chừng nào mày quay lên. Mấy ba mày nghĩ luôn mày là nhà là nhà nhà tao mày làm luôn đấy. Gái quá trời vui. Em về về Sài Gòn luôn. Nha. Để chị. Ê, mày nói với chị mua tới 1.4 triệu nha. Tao đâu đỡ nổi. Bây giờ có đổi thì đổi đồ hộp theo giá trị 1.1 triệu. Chứ chị đổi đâu nổi 1.4 triệu. Có nghĩa là
đồ hộp chị Vinh bán có 1 triệu mốt, 1 triệu mốt 50 thôi. Ta bán 1 triệu 4, chị Vinh đâu mua nổi. Bây giờ có mua mua giá của chị Vinh 1 triệu mốt 50 và đổi đồ. Thay vì đồ hộp này lỗ 25 tính 20 là chị thương nhất trên đời. Ha, ok la, để vô đi bạn. Rồi đồng hồ này dùm em ha. 37 triệu, nãy là 37 năm. Cái đồng hồ này Hạo dùm em là 35 triệu dùm em đi mấy chị. Mặt ở trên của nó mặt cẳng sạc cười dùm em nha mấy chị. 35 triệu mặt này dùm em, bao đẹp mình cứ cho. Tại vì nè sẽ trừ cái mặt này ra tính tiền hai cái đai. Đai là 7D1399, cái mặt là 2 triệu dùm em ha. Em còn nhiều đồ sọ. 27 năm là em chốt quy trình yêu nghĩa phàm. 27 năm. Dạ ra bông nó đẹp lắm chị ơi, mà nó trẻ luôn, nó không có làm cho chị già đâu. Em chốt quy trình yêu nghĩa phàm 27 triệu 500. 36 và 27 năm. Đồng hồ 2-3 năm hết rồi. Đồng hồ em đang cầm là cái cuối cùng 35 triệu chốt dùm em mã 35. Nè xong nè ba, xong nè bà giúp Vinh đi bà. Rồi đo to đùng rồi lên luôn dùm em mới về. Bên em lên sòn biết chứ mấy chị đó. Ủa tôi nghĩ tiêu đề gì vậy đó. Rồi bông bông nấm rơm nha, Amaro 2.7 luôn dùm em. 35 em chốt chịu Phương Quỳnh. Rồi bông sòn này mấy chị nghe, chuẩn bị nghe em nói cái giá nha. Đôi này 36 triệu 800 ngàn. Theo thời điểm ngày hôm nay kim nó rất là lên. Đôi này em chốt giá cho mấy chị là 27 triệu 750 ngàn dùm em. Chị nào lấy lên đơn dùm em 27750. Em có một ổ chủ nhân được từ 3 ly 6 nha mấy chị. Nhà 3 ly cũng được luôn, nhưng mà em nghĩ nhỏ nhất là 3 ly 6, lớn nhất là 6 ly 3 được luôn ha. Rồi chốt dùm em 27750. 27750 dùm em. Rồi nhẫn Amaro này em sale cho mấy chị 1.180. 35 em để sau tình yêu Nguyễn Hải Diễm nè, cái đồng hồ đó, cho nên là cái đồng hồ đó chị nào chuyển nhanh thì được dùm em đấy ha. 27 triệu 750 ngàn em chốt chịu Phan Kim 27750. Rồi cái đồng hồ 37 triệu 500 cho lên lại có chị xã không ơi. Phương Quỳnh xã cái đồng hồ 37 triệu 500. Tại vì cái đồng hồ đó là cái bản bự nhất, cái 375 là bản bự nhất, cái 35 là bản bự vừa vừa, cái 23 năm là cái bản nhỏ nhất, chứ không phải là nó sẽ mắc tiền hơn nha mấy chị. Cái đây em cũng tính bằng nhau, nhưng mà cái đó là khách đổi đồ cho nên em bán 1250. Đen hai giấy em vừa rồi nhỏ. Chị đang có 1 chục viên đen hai giấy em bán 24 triệu 800 nha. Em lợi em viên có 800 ngàn đó mấy chị, có tin em không? Tin em đi mấy chị. Em tại em nói thiệt sự mà. Rồi nhẫn này dùm em là 5 triệu 100 ngàn chỉnh sửa đi được luôn, chục viên ở đây hai giấy em ơi. Đạo lý tao nói tương không ai quan tâm tao chưa tao quýt. Rồi 37 triệu 500 chốt lại cho chị Thu Hồng. Và tình trạng đẹp gái nha, tại khách em đổi đồ qua sòn á, ta lỗ nhiều thì em cho mấy chị lỗ nhiều thôi. Chứ đúng thì em chỉ bớt lên gam 100 ngàn cho mấy chị thôi, chứ em không có bớt gam 150 đâu. Tại chỉ đổi qua sòn thì em bớt lên gam 150 cho mấy chị. Có chục nè, mày nổi ai rồi? Nổi hai nè. Rồi cái chị 55 mà tao nổi hai nữa nè. Ổn à. Kiểm định ép hai giấy luôn dùm em 24.8 nha. 24 triệu 800. Em còn 2, 4, 6, em còn 7 viên. Bé còn 7 viên nè mấy chị. Kiểm định ép hai giấy, tất cả là hàng 3 sẽ lên hàng đẹp luôn dùm em, medium luôn nha mấy chị. Độ dày trên 60 dùm em ha. Ghép ha. Chế đẹp 30 tuổi thôi. Chị Vinh có 24 tuổi hà. Tuần sau Vinh về rồi, tuần sau về rồi đủ miếng ghép luôn dùm Vinh ha. Rồi chốt dùm Vinh 24 triệu 800. Có 10 viên em bán 5 viên 4 ly rưỡi, nước D 2 giấy, 1 giấy em PNG, 1 giấy tế, hàng loại đẹp hết luôn dùm em 3S nha. Rồi này con cột ngang nó đi 24 tháng. Có mắc đổi khác luôn dùm em đi chị. Nhẫn là 5 triệu 100 ngàn dùm em chứ nhẫn 5 triệu 1 em có 1 nha. Xe 1180. Rồi lên luôn cái đôi bông này dùm em. Cái này vỏ với hộp luôn dùm em ha. Bình thường vỏ này mấy chị phải mua là. Rồi vỏ hộp, vỏ này vỏ 14k nha mấy chị. Vỏ này em bán 5 triệu. Cặp hộp này em bán cho mấy chị nữa là 3 ly 6 kiểm định nước A. Rồi 13. Nguyên đôi bông em bán 18 triệu 500 nguyên đời. Rồi em chốt chịu tiết 5 triệu 1 là chốt tình yêu Quy Trần 51 chiếc nhẫn. Rồi em có 1 em chốt hết ha. Rồi 2 hộp là em chốt tình yêu Tiết Trang. Tiết Trang là 24 triệu 800 2 viên. Rồi chụp 2 viên cho chế. Rồi 24.8 dùm em ha. Dạ đồng hồ em hết rồi. Quỳnh Phương 1 viên nhẫn. Cái đó bông em đang cầm là 18 triệu 500 ngàn mấy chị. 3 ly 6 kiểm định FPV Swan dùm em. Vỏ của nó là vỏ 14k nha. Vỏ nữ hoàng bao đẹp. Rồi chốt luôn con. Cái này là sòn này có chị mắc cái đứt 18 triệu 500. Sòn 24 tháng con chục em bán 7 nha. 18 triệu 500 em chốt cho tình yêu Lê Mini. Chiều nay em về sòn với mấy chị nữa ha. Và 24 tháng em chốt cho Hằng Nguyễn. Em chốt tình yêu Nguyễn Trang. Em lợi viên có 500 ngàn hay là 300 ngàn nha mấy chị. Nó lên đó mấy chị. Thị trường bán cái giá nó cao lắm. Thì em cũng bán giá cũ với mấy chị là vài trăm ngàn thôi. Rồi em chốt tình yêu Quỳnh Hương rồi.
Đồng hồ 35 là gì vậy chị? Có chốt đồng hồ 35 hết chưa con? Đồng hồ chốt hết rồi mấy chị. À, 18 năm bé hết rồi. Hai viên. Ok chị Hoài Tâm, chị Hoài Tâm là người cuối cùng nha. Chị Hoài Tâm là người cuối cùng 24/8 nha. Rồi bông tai sòn em để sao tình yêu Phan Kiều nè. Bé để sao tình yêu Phan Kiều 18.500.000 kiểm định nha mấy chị. Rồi em có ra bông ghép này giùm em ha. Ghép này là bản ngang nó tầm 1 phân giùm em, 4 năm len luôn, rất là đẹp luôn giùm em nè. Rồi đôi này lên đơn giùm em bán đôi này sạch nguồn cho mấy chị yêu của em. Kệ. 34, em bán 26. Nào con. À, cái đó 14 mà nè. Rồi lên luôn giùm em bông ghép giùm em 18 năm mà em chốt chị cuối cùng là chị nào rồi đó. Rồi cái này bé có 1 26 triệu ra bông hay ghép 10 ly giùm em. Trời xuất sắc không cần em nói với chị nha. Nó trẻ nó không làm cho chị già luôn. Rất là dễ đeo đồ mà muốn cũ cũng hơi bị khó. 26 em chốt cái tình yêu Phoenix Marco 26 triệu. Rồi bé hết rồi. À, bán gì đó à, bán lời như đôi bông em lời 1 triệu đó à, cho hàng nó đi nó nhanh. Rồi đôi này vuông luôn giùm em nha. Rồi đôi vuông lên luôn giùm em có duy nhất một đôi. Đôi này nó rất là tay, mấy chị có đeo, mấy chị đeo theo kiểu vuông giùm em. Ở chủ ở chỗ ấy nhận giùm em 3 ly 6, tới 4 ly sorry tới 5 ly 4, 6 ly được luôn. Đeo vuông không đeo chả nha. Đây nhìn lên luôn giùm em ha. Rồi đôi này chuẩn bị lên đơn 38.500.000 cái dinh lên đơn giá hơi bị sập nguồn nha mấy chị. 27.250.000 giùm em đó. Chốt liền là liền. Đeo vuông cho em, đừng đeo linh tinh. Để linh tinh không đẹp đeo vuông cho em nha. Rồi dây này em có số lượng là 5 dây. Trời ơi xuất sắc này mấy chị, bao đẹp. À, ở phía trên đây nó là nó có hộp. À, nó giống như là model của cô đồ sòn của cô Korea vậy đó. Đây em có tổng cộng là 5 dây cho mấy chị. À, cái đó chịu 350 1350. Rồi bông tai 26 chốt chai rồi. À, 10g 90 chốt giùm em 1369. 14.750.000 mấy chị ơi, em có 5 dây. 14750 nó như sòn vậy mấy chị. Cái mặt này nó dính liền luôn, nó không có làm rời mấy chị ơi. Đây đây đây. Trời ơi nó xấu quá xấu luôn giùm em nha. À, Duyên ơi đứa nào coi cái gì tin nhắn của chị Nga Đăng ơi. Cho trong khúc này cho em ngồi vô em coi tin nhắn đi, chị mấy chị con vốn đâu à. À, rồi chị Nga Đăng nè. 14.700.000 rồi chốt giùm em cho này em có 5 cọc. Rất là đẹp nè con, lên đơn 5 cọc đi con. Dạ. À, em chốt cho Hoa Tiên, chốt Như Thủy, em chốt Tích Trần. 147 đi chốt cho nó dễ dễ cái mã em may ha, cho nó dễ cầm 1470. À, 1470 lên đơn 147. Rồi tiếp tục giùm em Như Thủy giùm em 147 có 5 cộng à. Sang lắm mấy chị. Sang lắm. Đeo những cái thương hiệu này nó đi hoài được hoài, làm gì đâu mà nó không có bị lỗi thời luôn. Rồi nhanh nhanh bé. 147. Rồi nhẫn xoay này nha. Nhẫn này không xoay mà nó nhẫn Amaro nha chị. Đi số 10, số 11, số 12. À, hàng ơi, giờ này qua bán tiếp chị Vinh nè. Rồi em chốt tình yêu Ngân Ngọc Tấm Nguyễn với tình yêu âm bi thân nó là Vinh hết 147 nha. Ngọc Tấm Nguyễn với âm bi thân nó là Vinh hết 147. Rồi em lên cho mấy chị là em có DI 5 cộng. Hồi nãy là chà nòi phải không? Rồi em lên DI cho mấy chị nha. Rồi bây giờ lên DI luôn cũng đẹp luôn nè. Hồi nãy là chà nòi hả? Rồi chốt luôn 5 giây coi. 12.50 1375 giùm em này. 18.500 giùm em mấy chị. 185. Đây mấy chị xuất sắc luôn nha. Đó. Rồi em chuẩn bị lên nè. Hồi nãy cái chà nòi cũng đẹp. Rồi cái DI cũng đẹp luôn. Nào không đẹp cho mấy chị. Em có 5 giây. Rất là xinh. 185. Dạ Vinh thấy tình yêu nha. Chị quân hộp có luôn chị yêu. Có luôn. Rồi em chốt cho Mỹ Linh Trường giùm em. Trần Minh Phúc giùm em có 5 cọc. 185 Mỹ Linh Trường. À, chị Hoa Tiên, chị yêu Trần Minh Phúc. Rồi còn 2 giây. Bé chỉ còn có 2 giây thôi. Rất là đẹp luôn giùm em nè. Rồi chị Hoa Tiên, Hoa Tiên lên luôn kiểu kia phải không chị. Rồi ok tình yêu. Dạ em chốt tình yêu Nguyễn Trúc giùm em là 18.500.000. 3 ly 6 mà giấy của quốc tế là 8 triệu. Giấy của BNG á, nước ép á là 7 triệu giùm em ha. Còn nếu như mấy chị mà lấy nước BNG là 8 triệu. Rồi em chốt tình yêu Phan Hậu giùm em là 18.500.000. Rồi còn một sợ nữa thôi à. À, còn một sợ nữa nha. À, em chốt tình yêu Tiếp Trần luôn giùm 18.500.000. À, rồi Tiết Bi Trần luôn giùm em là 18.500.000. Rồi bé hết nha. Rồi ok chị yêu Phan Bạch Thủy luôn giùm em nè. Rồi bé hết giùm em nè. Rồi. Rồi chốt đơn giùm em 185 nha. Bé hết. Rồi tính giá lai 145. Hết nha mấy chị. Xong rồi nó mới chịu. Rồi em còn gú xí. Em còn 5 giây gú xí. Là thương hiệu Củ Chi đó. Rồi chốt luôn giùm em nè. À không được mà nó mắc dây.
nó mắc chân bậy anh. 21.500.000 Dạ, 21.500.000 dây gắn về bữa nay em về, em có nằm. Chào anh. Anh với cái bàn này đó. Cái đó anh lại xưa đi. Biết rồi. Dạ. Ở đây là chú Hằng. Rồi em chúc chị Hằng đi ngon giùm em. Em đang like rồi, đâu làm gì được. Dạ. Alo để em alo anh ha. Anh lấy cho chị đi em đi. 21.500.000 Em chúc Nhung Lê, em chúc cho Hằng Ni Ngô. Dạ cái nào cũng đẹp trơn á chị Nhung Lê, chúc đơn. Rồi Trần Bảo Ngọc giùm em ha, có 5 giây rồi mấy chị. Bé có 5 giây thôi, lên đơn giùm bé. 21.500.000 Ok tình yêu Trần Bảo Ngọc. Trần Bảo Ngọc là phải trách chi xì ngày xưa mà. Mà ở bên Cao Lãnh nha ông ta, giống hình nền vậy. Tiếng gì mà giống như tiếng người nước ngoài. 21.500.000 giùm em Nhung Lê, 21.500.000 À, rồi chị Hằng Ni Ngô là 21.500.000 Dạ em có 5 giây nha. Rồi chị em bốc của ăn vặt gì mấy đứa ơi. Rồi để chị vô cô sẽ em bốc ăn vặt nha. Rồi lên liền. Rồi em lên nhận xe cho mấy chị nè. 1.100.000 nha. Em chốt cho mấy chị 1.50.000 một game. 1.150.000 Học 4 ly rưỡi em hết rồi nha mấy chị. 4 rưỡi em 10 viên đó em hết rồi. 1.150.000 Dạ 5.200.000 giùm em. Chào anh Trên. 5.200.000 52. Rồi Sơn em lên với chị đây. Nhẫn này giùm em ha. Rồi vỏ nhẫn này chị nào bỏ lỡ thích tinh sơn. 28.500.000 nguyên cái vỏ nhẫn to đùng luôn giùm em. Chủ của chơi là chủ nhân tạo 5 ly 4 giùm em. Rồi em chốt tình yêu Mỹ Hạnh. Rồi với lại dây em còn cộng nữa đó mấy chị. 21.500.000 mới còn cộng nữa. Rồi cho. Rồi ok tình yêu ha. I like Phạm Dung nè, 21.500.000 Rồi chốt 21.500.000 em chốt chưa. Rồi bé hết cái dây đó nha. Bé có 5 dây thôi. Dạ chất liệu là bạch kim 750. Rồi nhẫn tay lên đơn giùm em nhẫn này. 28.500.000 cái vỏ nhẫn to đùng rất là đẹp nha. Chị nào bỏ lỡ là bị tiếc thân sơn. Rồi em chốt tình yêu Phoenix Marco 28.500.000 28.500.000 28.500.000 Dạ như xã hội vậy đó. Kệ anh cho đẹp. Như xã hội vậy đó. Rồi đề con em, đề con 28.500.000 Em cảm ơn cả nhà nha, em cảm ơn anh chị. Rồi nhẫn hộp ghép em sale luôn 1.250.000 1.250.000 nhẫn hộp ghép luôn cho em. Rồi 4.250.000 Rồi dây chuyền đi này em chốt cho mấy chị 1.250.000 1.250.000 Bông em đang đeo á chị, 27.250.000 27.250.000 nha, em có một đôi thôi. 4.250.000 là em chốt tình yêu giàu lê, 4.250.000 những amaro, 4.25.000 Rồi bé hết, dây chuyền 7g03. Rồi dây chuyền đi 8.800.000 giùm em ha. Apple, bao đẹp ha. 8.800.000, thôi bị xuất sắc luôn giùm em màu gold. Bông sòn là 27.250.000 bao cho mấy chị luôn. Em chốt chị Ngọc Thắng Nguyễn con bông sòn con 27.250.000 Rồi bông tai cực kỳ là màu đen, đeo rất là hợp gương mặt luôn giùm em ha. 48.50.52 đeo được 1.250.000 chắc xin chuyển 1.3 đây, tại cái giày này dây cát á. Cái kia nó 4.200.000 giùm em bông này giùm em. 88 em chốt cho tình yêu Linh Nguyễn 88. Rồi bông tai 4.188.000 88 bé hết nha. Cực kỳ là modern, xuất sắc. 88 chút gì cho cà tiền. Rồi em có một mặt trời nồi này ở trong một máy ngoài này giùm em. Bé Vinh xe giá sập nguồn 1.25.000 1.25.000 giùm em. Mặt này là 4.600.000 Mặt này em lên với chị là 4.600.000 Rồi dây vàng hồng này là dây vàng hồng 2.5 ly 3 ly. Em có 5 dây. Đéo như hột sòn đó mấy chị. Rồi chốt luôn cho con bé nè. 1.369.000 luôn giùm em có 5 dây nha. 17g10 23.400.000 em có 5. Bông tai em chốt tình yêu Thu Hà 4.120.000 hả? Bông tai là gì vậy? Bông tai là 4.188.000 ha. Bông tai là 4.188.000 mấy chị. Rồi màu vàng hồng nha, em có 5 dây 23.400.000
U Da Nam Mô A Di Đà Phật, em nhắn nghe tập đi. Trời ít ha, đứt cả ba cọng tóc. Trời ơi đẹp xỉu luôn nè mấy chị. À, bông tai đi 50, 23.450.000 em chốt tình yêu Châu Phạm. 2345. À, 23.400.000 em có 5 giây. À, bông tai em chốt tình yêu Thu Hà. 4188 với Thu Hà lộn nha Thu Hà, 4188. Lộn 13 đi cưng. 4188. Rồi dây chuyền 234, em có 5 giây. Tại vì cơ. Bông tai mày vô cho chị Nguyễn Hồng Thắng chưa? À, vô em tôi nha bà. Dạ có màu trắng, em đang lên màu hồng nha, nó lạ rồi từ từ em lên màu trắng nha. Rồi em chốt cho chị Hệ Trần với Âm Mi Thân nữa dùm Vinh. Hệ Trần với Âm Mi Thân ha. À, 23.400.000. Rồi chốt đơn giùm em ha. 88 em hết rồi. Vậy là 88 em chốt lại cho Thúy An nha. À, chị Linh gì à? Chị Linh Nguyễn chia xã rồi. Rồi dây em chốt tình yêu Hệ Trần 23.400.000. Dây em chốt cho Nguyễn Hệ Trần 23.400.000. Dạ rồi bé Vinh hết. Ok tình yêu không sao tình yêu. Thì có gì cứ xả trên like đi, bán cho người khác không sao chứ. Em dễ lắm chứ, mình mua bán mà mình khó. Người ta vô người ta hỏi cái mình chửi, người làm sao được, khách hàng mà. Bữa nay tao mua thì mai tao mua, từ từ tao mua. Đâu sao đâu, em dễ lắm mấy chị ơi. Và bông tai em có một đôi duy nhất. Trời ơi, 28 bán 19.500.000, mắc cái gì không có mua. Đeo thoải mái lỗ tai, không có úi lỗ tai luôn mà bao đẹp luôn. Ở chính giữa nó amaro nè. À, cái dây DI nãy là 18 năm. Còn cái dây gú xí là 21 năm. Còn cái dây chờ nồi nãy là nhiêu? Chờ nồi nãy là nhiêu quên rồi. À, 14.750 ha. Rồi chốt đơn giùm em 19.500.000 bông tai sọt. Ủa cái mặt này nãy nhiêu quá ta. Chờ nồi mấy. Kêu nước cái cục vàng ơi. Bốn bốn triệu rưỡi, 4.500.000 nha mấy chị, mặt này 4.500.000. Dạ để em lên dây sau lưng cho chị 4 lần. Rồi đồng hồ 7D bao đẹp luôn giùm em nha mấy chị, xuất sắc. Lên tay như thế này nha, hôm nay em có một cái bản này là bản trung, bản trung tổng phân phân mốt giùm em, mặt 2.000.000 đai 7D nhìn luôn lòng trong giùm em nè. 19 năm em chốt đôi bông sòn cho chị yêu Châu Phạm. Ủa cái dây hà chị Châu Phạm ơi, chị nhận được cái dây 245.000.000 cho chị Châu Phạm. Rồi ok thì in tình chị yêu Long Nguyễn giùm em nè. Rồi đồng hồ giùm em 36.500.000 đi mấy chị. Cắt được và nói được luôn giùm em ha. Nhớ mấy em mặc bán ra dẫn đâu mặc lại luôn giùm em nha. Nhận em. Dạ chị em cảm ơn chị yêu. 36.500.000 bé có một. Rồi đôi này chị nào lên đơn. Xe đôi này 1.200.000 nè. Trời ơi đẹp banh cái nách. Banh cái nách cái bông này luôn đó mấy chị. Rồi chốt giùm em 1.200.000 9.55. Dạ nhận được rồi em ha, đẹp lắm ha chị. Dạ em cảm ơn chị nha. Đôi bông dây đó là xuất sắc rồi. 19 năm em để tình yêu kia rồi. Bông tai là 11.450.000. Bông tai 11.450 xỉ 1.200.000. À, đồng hồ đó 36 năm em chốt là chị yêu Hằng Đăng giùm em 36 năm. Kệ đi mấy chị, lợi ít mà nhờ số lượng nhiều chứ mấy chị. Đôi đây 1145. Bé có 1. Mấy chị tranh thủ nha. Dây chuyền này em có 5 dây nè mấy chị. À, dây chuyền hộp 2 ly 2 ly 2. Đéo như hộp sòn 80.000 vậy đó. Nói chung mình đeo cái gì hộp nhỏ nhỏ, người ta nhìn ta nửa niên nửa ngờ lắm. Thêm cái tướng của mình nó sang đó trời ơi. Đeo gì tôi cũng nói thiệt chứ. Rồi đem lên 1.375.000. Em có 5 cộng. 17.900.000. 17.900.000 em có 5. Đây 179 mới Vinh có 5. À, đó trời ơi xuất sắc chưa mấy chị. Ngon lành cành đào nha. Rồi em chốt chị Hương Giang Phạm giùm em ha. Em chốt cho Hương Giang Phạm 11.450. Rồi dây này là em có set nha mấy chị. Em có số lượng là 3 set gồm lắc bông dây mặt luôn giùm em ha. Đây chị nào ưu tiên chị nào bán nguyên set nha. Rồi vẫn là 1.369.000. Em bán giá sỉ cho mấy chị chứ bà cái yêu đẹp gái này giờ nó chịu rủi hết rồi. 31.50. Rồi chốt giùm em là 43.000.000 giùm em ha. 17.9 nè. Chốt vào Lê 17.9, Phương Trinh 17.9, Thu Phan 17.9. Rồi ok tình yêu nha, 17 tiếng hôm nay siêu phẩm không mấy chị?
đo đẹp rồi đem lên. Vậy này cho em có khoảng cỡ vậy này em còn có 3-4 giây rồi mấy chị ơi. Có rồi. Rồi chốt giùm em nha. Set này giùm em là 43.500.000. À 43.500.000. Bông dây mặt là đem lên. Rồi. Rồi lên này con, set này con chụp nguyên set cho mấy chị con cô đi con. Rồi để chụp nguyên set bông dây mặt. Có không? Lắc nhẫn nè. Nguyên set giùm em 43 này mấy chị. Bữa nay toàn siêu phẩm không mấy chị ơi. Dạ 17.9 em vô này, vào lê 17.9 nó đó có 3. Để em đọc chị nào em vô để em đủ em đưa em bị la đó. Rồi ok chị vào lê. Phương Thúy với Thu Phan nè. Rồi chị Thu Phan. Em để xa một người đó mấy chị. Đó, 179. À, 179 em ha. 179. Rồi chốt giùm em là 179 giùm em ha. Rồi chị yêu Lê Thư là em xin để má sau Lê Thư 179 đi. Rồi bán hết nha mấy chị. Rồi xếp em đang đeo nè mấy chị ơi, 43 triệu. Dạ. Yeah. À, giá nó cũng đang để thay mà mua. Như lúc trước nó có 300 mấy thì tự nhiên nó 500 mấy mà em thấy mua đeo. Ngay cả giờ em bán hết, em hết hộp em đeo còn chưa mua nè. Hỏi em đưa viên 10 ly cho Diễm Thi có ba mấy hay nhiêu. Giờ mua lại 57 sao mua. Cũng tiền. Từ từ. Nhắm tới cái giá nó vì em đợi đi từ từ mình cũng hạ lại chứ em hỏi lên giúp đâu chị. À, nghe nè tình yêu bé xui ơi. 43 triệu giùm em nha. Giá nó lên vậy đó. Em đang đợi hạ hạ có nó không sao. 43 bông dây mặt lắc giùm em, chị nào muốn lấy lẹ báo em ha. Dây là 26. Rồi bỏ chung đi con. Nhẫn này em về được số lượng là 5 nhẫn nè. Số 9, số 10, số 11, số 12, số 13. Đó là tới tiệm môi dinh thôi chứ thật sự đợi dinh dục lâu quá rồi. Lâu quá. Bữa nay em kêu ông giá em trả đi. Dạ. Rồi lên giùm em số 9, số 10, số 11, số 12, số 13 giùm em nhẫn này. Rồi lên nhanh con, nhanh gọn lẹ này nha. À, lắc bao nhiêu chị ơi, lắc bán lắc con. Lắc bán lắc bao nhiêu mẹ. Dạ em chào chị yêu bên xin nha, em nghe, dạ em đây. Rồi 6.400.000 nhà em. Dạ chị em lên như màu biết sao chứ. 6.400.000. 6.400.000 em có 2. À, đi 15 không đủ không vừa chị em. Đi 13 trả lại giùm em. Ok tình yêu Trần Ngọc nha, đem vô liền coi tiền chị em nha. Số 9, số 10, số 11, số 12, số 3, 6.400.000. Em có 5 chiếc. Lắc tay em có 6.400.000, em có 3. À, em chốt tình yêu dịu dịu giùm em là 6.400.000 lắc tay. À. Đó là như chiếc nhẫn chưa lên mấy chị, lắc tay mới là 6.400.000. Chiếc nhẫn này em chưa có lên. Dạ chiếc nhẫn này là 7.700.000 mấy chị ơi. Nhẫn là 7.700.000, lắc tay là 6.400.000, em lộn. Rồi xuống. Nhẫn là 7.700.000, lắc tay mới là 6.400.000. Rồi, chị nào lên lại em nha. Nhẫn là 77. Phụng bi nè. Lắc tay lại bi mới 6.400.000, đưa cái lắc tay cho cô mấy cô coi lại đi con. 77 giùm em nha. Rồi em chốt tình yêu Nguyễn Y Nhi 77. Cho con thuốc chú gì ơi. Rồi ok tình yêu. À dạ chị ok chị quệ chị mấy chị ok chị. Rồi 64 là lắc em chốt dịu dịu nè. Nhẫn giùm em là 77 giùm em là nhẫn nè. Nhẫn là mã 77, lắc tay là mã 64. À, thôi trầm giùm em là chốt 64 luôn giùm em. Rồi bé hết nha. Mấy chị còn chốt nhẫn thôi mấy chị. Còn chốt nhẫn thôi lắc tay em hết nè. Rồi lắc tay hết đó. Nửa nút nhạc là hết đồ rồi. À, Mỹ Hạnh 64 ok tình yêu. Mỹ Hạnh là 6.400.000. Rồi bé hết rồi đó. Xong bé rồi đó. Rồi con nhẫn thôi 77 giùm em. Rồi lên giùm em ha. Dòng ban bao đẹp. Đi tay 48, 50, 52, 54 đều được giùm em. 1.250.000 một gam. Cái này là em xả apple cho mấy chị. Lên rất là dễ thương. Không ai có mẫu này luôn ha. 22 gam 20. 27.600.000 mấy chị. 27.6 bao đẹp luôn. Cái này nhận hàng mà không đẹp, đeo mà đụng hàng em đền, giá mà không xỉ em đền luôn. Chị xem nhé Hoa. Dạ. Rồi để em lên đi. Rồi em lên nhiêu hoa màu tím nha. Bao đẹp giùm em, nó có dây chăn đứa ở đây nè. À, 6 tấc 6 tấc rưỡi đeo rất là sang. Mấy chị nào mà lớn lớn á, mặt nằm là bao đẹp nha, mặt đầm là bao đẹp luôn, không mặt cũng đẹp luôn. Đây.
Rồi mấy chị. Rồi em lên mấy chị nha, 1.280.000 giùm em. Dạ. À, xã 19 năm. Ok chị Long Nguyễn nha. Có một chị xã bông 19 năm á, chị nào chốt lại chốt giùm em bông sòn, tại bông đó bây giờ có hai đôi. 195. Rồi ok tình này. Coi lại cái cân, vẫn lại chứ. Ngọc ơi. À, lấy thuốc đo ly đo là thử sòn lại cho chị coi cân. Có chứ, mình phải đưa chị coi lại chứ, yên tâm. Màu đỏ chị, cái này là màu tím mộng mơ sang màu hồng, rất là tươi thắm, rất là sang trọng. 1280. Nó nhiều khi màu đỏ nó quê nha chị, dây này màu đỏ được rồi, nó như là quạt bông này đẹp nha. 19.600.000 đó. Mình đeo á, cái dây này nè, nó chị đừng để ngang. Để nó hơi lệch lệch một chút xíu, màu tím mộng mơ. Cái màu này sang mấy chị. Đó, màu này thấy mình chung thủy rồi, mình không có không chung thủy đâu. Rồi đó. 27.500.000 là dòng ba này dòng em, một chiếc duy nhất. 27.500.000 dòng ba này có chiếc duy nhất. 27 năm nha mấy chị, lên luôn dùm em. Rồi dòng tay này em lên mấy chiếc này nè, siêu đẹp nè. À, em xeo dây này chiều 2g, ni tay 48-52 đeo được, nó như sòn. Em chốt lên cho Trâm Nguyễn 19 năm, hai bông sòn. Em chốt lên cho Trâm Nguyễn 195. Rồi dòng này lên luôn dùm em, dòng này 1.200.000 rồi. Em chuẩn bị vô chương trình sale tổng tập nha, dây chuyền lên đến nè. 27 năm em chốt tình yêu Thúy Trung, 27.500.000. Coi có chị Hoa Hồng gì coi, hôm qua chị đẩy inbox vô mà sống nào trả lời người ta ba anh. Dạ ba em chốt với tình yêu Vương Anh với chị yêu kia nè, ai chuyển nhanh thì được giùm em. Ba nó bao đẹp, coi em chị cái chị Hoa Hồng đi em. Hà Mương ơi, coi Hoa Hồng chị đi thế thế vô chấm dinh đẩy vô đó ngon không. 9.700.000 mấy chị, 9.700.000 đeo full luôn giùm em. Cái này mấy chị đeo nó như hộp sòn đây, nó như hộp sòn luôn giùm em ha. 9.700.000 đó, trời ơi cái này nó xuất sắc nha. 52 trả lại giùm em ha. Rồi đó mấy chị, đẹp mê ly luôn giùm em là 9.700.000. Rồi em chốt tình yêu nào đây, dòng ba em chốt trai rồi. Rồi lên tiếp tục chiếc này 9.700.000 là em chốt với tình yêu Hồng Trần 97. Lên đơn và có chuyển cọc chưa chị? À, có chuyển cọc chưa, tại vì tin nhắn quá tải á. À, bill ai chuyển cọc rồi thì điện giùm em. Chiếc này từ ni 52-54 đeo vừa nha, 52-54 đeo vừa cũng xem 1.200.000. Chiếc lớn hơn này là 10.800.000. Cái ni lớn hơn 10.800.000. Đây cái nào cũng đẹp chứ chị, nó như sòn vậy đó. 10.800.000 full day luôn giùm em. Những cái dòng này mấy chị nhớ không em, đeo nó rất là thanh lịch thiệt sự luôn. Bán gì mà nếu em cảm thấy nó đẹp, đẹp giết mà em chán luôn đó, đẹp giết mà em chán luôn. 10.800.000 giùm em. 9.700.000 này em chốt trai rồi, em để sao tình yêu Nguyễn Nguyệt nha, em để sao cho Nguyễn Nguyệt. Rồi Nguyễn Ý Di 10.800.000. Rồi em chốt Nguyễn Ý Di 10.800.000. 10.800.000 mày coi có chị tin nhắn Hoa Hồng mày ơi, chị muốn vô tao tao đẩy vô mày coi chứ. Để mấy tay mắng vốn nào tao đẩy vô, không ai giải quyết không cũng như không à. Cái nào chị đẩy vô giải quyết đi chứ. Rồi kiền cổ lên luôn giùm em, kiền cổ nè mấy chị. Rồi em chốt với chị nha, 1.250.000. 1.250.000. Ok tình yêu Quỳnh Hoa 19.7 là em chốt tình yêu Hương Nhan Phạm. 19.7 là gì cơ? Là dây này không? Đây dây màu tím mộng mơ. À. Rồi bây giờ mấy chị đợi em xíu nha. Mấy chị em có công chuyện một xíu, tầm khoảng ha. 2 giờ em lên. Rồi tầm khoảng 2 giờ em lên nha. Rồi 19.7. 2 giờ bé lên nha mấy chị, đợi em xíu, có công chuyện xíu nha mấy chị. Bye bye mấy chị. GDE em hết rồi, em còn dây hú xí 21 năm thôi nha. Bye bye mấy chị nha mấy chị. Hàm Hương mày coi có chị Bánh Bí, coi có chị Hoa Hồng hay Hàm Hương. Trời ơi.